Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta bật cái chế độ theo dõi trên Facebook của chúng ta nha, trên điện thoại iPhone. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Thì bước đầu tiên các bạn vào cho mình ứng dụng Facebook này. Rồi sau khi các bạn đã vào ứng dụng Facebook thế này nha, thì các bạn kích vào cái dấu ba gạch ở góc dưới màn hình nha các bạn. Dấu ba gạch nó để cho menu ở góc dưới bên tay phải màn hình nha. Các bạn kích vào. Rồi sau đó các bạn kéo xuống nha. Các bạn kéo xuống, các bạn kích vào cái phần cài đặt vào quyền riêng tư này. Rồi sau đó các bạn kích vào phần cài đặt nha. Rồi bước này thì các bạn kéo xuống, các bạn kích vào cái mục là người theo dõi và nội dung công khai nha. Thì nếu như các bạn không có ấy, thì các bạn kích vào phần bài viết nha. Rồi sau đó bạn kích vào thêm công file làm tùy chọn trong bộ chọn đối tượng nha. Rồi sau đó bạn kích vào cho phép đăng công khai. Rồi các bạn kích vào quay lại nha. Là nó có cái phần người theo dõi và nội dung công khai nha các bạn. Rồi sau đó bạn kích vào cái mục người theo dõi và nội dung công khai nha. Rồi bước này thì các bạn kích vào cái mục công khai cho mình nha. Công khai. Rồi dưới đây các bạn cũng kích vào công khai nha. Mục dưới đây các bạn cũng kích vào công khai nha. Bình luận và viết công khai bạn kích công khai luôn nha. Còn thông báo về và bài viết công khai các bạn cũng kích vào công khai luôn nha. Đấy. Còn có một cái dưới cùng các bạn để bạn bè nha. Còn ba cái mục bên trên này. Để các bạn kích vào công khai nha các bạn. Rồi sau khi bạn kích vào công khai rồi các bạn quay lại nha. Quay ra. Rồi sau đó bạn vào cái phần trang cá nhân của bạn này. Trang cá nhân của mình nha. Đấy. Và cái nick của mình thì chưa có ai kết bạn nha các bạn. Nên chưa có người theo dõi nha. Thì sau khi các bạn bật cái bước đó lên rồi, thì các bạn vào một cái nick Facebook khác nha các bạn. Bạn bè của mình hay là một cái nick Facebook khác. Ok, mình sẽ đăng xuất cái nick này ra nha. Và mình lấy cái nick Facebook của mình này. À, mình sẽ gọi là gửi kết bạn hay là theo dõi cái nick nick Nhi này nha. Thì các bạn gửi kết bạn ấy, nhưng mà bên kia nó chấp nhận rồi thì nó không tính người theo dõi nữa các bạn. Các bạn kích vào ba dấu chấm này. Rồi các bạn kích vào theo dõi nha. Đấy, như thế nó sẽ ok hơn. Ok hơn là các bạn kích vào thêm bạn bè. Nhưng khi các bạn chấp nhận thì nó không tính theo dõi các bạn. Nó không tính một lượt theo dõi nha. Các bạn lưu ý cái vấn đề đó nha. Là kết bạn rồi thì nó không tính theo dõi. Các bạn kích vào ba dấu chấm, các bạn kích vào theo dõi là được thôi. Rồi sau khi bạn kích vào theo dõi xong rồi, các bạn vào lại cái nick hồi nãy nha. Nick mà mình muốn bật theo dõi là nick này nha. Rồi sau đó các bạn vào cái phần menu này, cái phần ba dấu gạch ở góc dưới màn hình này. Rồi sau đó bạn kích vào cái phần xem trang cá nhân của bạn này. Rồi bước này thì các bạn kích vào cái phần là chỉnh sửa chi tiết công khai nha. Rồi bước này thì các bạn kích vào cái phần chỉnh sửa này, bên cái chữ chi tiết này nha. Nó có phần chỉnh sửa này, các bạn kích vào chỉnh sửa nha. Rồi bước này các bạn kéo xuống nha. Đấy, thì nó để người theo dõi ở dưới này, ở dưới cùng này. Thì các bạn kích vào. Đấy, có một người theo dõi này. Thì nick mình chưa ai theo dõi nha các bạn, nhưng mình kích vào theo dõi là được. Rồi bước này thì các bạn kích vào chữ lưu nha. Đấy, thì hiện tại mình có một người theo dõi này. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra, mình lót lại nha các bạn. Rồi, vậy là mình đã bật được chế độ theo dõi trên Facebook của mình này. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đấy, hiện tại thì mình có một người theo dõi này trên Facebook của mình. Cái người theo dõi này đó nghĩa là những người mà họ gửi cái bạn mình không chấp nhận ấy, thì nó tính là một người theo dõi các bạn. Hoặc những người họ theo dõi mình, họ không kết bạn, thì nó cũng vẫn tính một người theo dõi nha. Khi các bạn chấp nhận cái lời chấp nhận đó thì nó không tính nha các bạn. Đấy, thì mình bật thành công nha các bạn. Nói chung thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Rồi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mình chúng ta bật cái chế độ người theo dõi trên Facebook của mình, trên điện thoại là iPhone nha các bạn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và đăng ký nhé. Bye bye.